Xin chào tất cả mọi người. 2 tuần vừa qua mình bận đi làm á, mình không có nhiều thời gian để ra cái video clip nào chia sẻ với mọi người cả. Hôm nay được nghỉ lễ ở nhà, mình ra thăm lại cái vườn rau nho nhỏ của mình. Khi ra thì thấy mấy cây cải này nó đã lớn hết rồi, nó đã tới lúc mình thu hoạch được. Vì vậy mà mình làm cái video này để chia sẻ với mọi người xem cho vui. Nếu ai thấy cái video này hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và hãy bấm chuông để xem những cái video tiếp theo của mình. Những cái video mình làm thì với hình thức là giải trí. Bởi vì mình ở Đan Mạch này thời tiết cũng không có ấm áp được nhiều như những cái nơi khác. Một năm thì được khoảng 5 tháng, 6 tháng trời có nhiều ánh sáng và thời tiết cũng ấm. Vì vậy mà mình lợi dụng cái mùa này mình ra ngoài vườn mình trồng những cái loại rau cải hay là những cái bông hoa gì đó mình chơi. Luôn tiện đó mình làm những cái video mình chia sẻ với mọi người. Cái cải này của mình á, đây là mấy cái loại cải thìa thì mình trồng này cũng được khoảng gần 5 tuần rồi. Thì bữa nay thấy nó cũng lớn rồi. Cách này 2 tuần thì mình có làm cái video mình chia sẻ là cái cách mình tưới phân cho mấy cây cải này của mình đó. Thì lúc đó mấy cây cải này nó nhỏ xíu, à nó mới có 2 lá 3 lá gì đó, nó còn nằm sát ở dưới á. Bữa nay thì nó cũng cao rồi, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng không có được tốt mấy so với cái thời gian là 4 5 tuần như tuổi như thế này. Là tại vì cái thời tiết ở đây nó khác, nó không có giống như ở những cái xứ nóng khác. Hiện giờ là bữa nay là mùng 8 tháng 5 rồi nè, mà cái nhiệt độ bên ngoài mới sáng sớm thì nó khoảng 4 độ 5 độ thôi, 4 5 độ C, còn trưa trưa thì nó có thể lên được khoảng 10 15 độ. Mặc dù cái nhiệt độ bên ngoài nó như vậy, nhưng mà bên trong nhà kính mình thì nó cũng hơi ấm hơn chút xíu. Ví dụ bên ngoài 4 5 độ thì bên trong á thì cũng khoảng 6 độ 7 độ. Là bởi vì cái kính này nó cũng giữ được cái độ ấm một chút xíu, nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà cũng đỡ là cái nó có cái lớp kính này á, nó không có cái nhiệt độ lạnh trực tiếp vào cái lá cây của mình thì cây nó cũng không có bị hư. Là bởi vì những cái cải thì như thế này, cái thân lá cải này nè là bên trong này nước không à. Nếu mà cái nhiệt độ xuống thấp quá nó dễ bị úng. Với lại cái nhiệt độ lạnh như thế này thì cái cải của mình nó không có được tốt mấy. Là bởi vì cái loại cải này thì nó thường thường nó chịu những cái xứ nóng. Với lại cái nhiệt độ mà bên ban đêm với bên ngày ban ngày á, nó chênh lệch với nhau cả cả chục mười mấy độ, cho nên mấy cái cải này nó cũng không có phát triển tốt nữa, cũng không không có điều. Mặc dù nó lớn như thế này nhưng mà mấy cái cải nó cũng không có xanh tươi, nó không có mượt mà giống như những cái cải ở xứ nóng người ta trồng. Thì cái này một vài bữa nữa mình cắt vào mình ăn thì cũng được rồi. Cái loại này thì mình cắt vào mình xào hoặc là nấu canh hay là luộc gì đó cũng được, tùy theo cái sở thích của mình. Ở đây thì mình ít có ăn mấy cái loại cải này lắm, tại vì những cái tiệm của Á Châu thì người ta không có bán những cái loại cải này. Thì chỉ có mình mua hộp về mình trồng thôi, mình gieo mình trồng thôi. Nhưng mà chỉ mùa này thì mình mới trồng được. Còn bên đây là cái xà lách. Thì cái đợt mà mình tưới phân vừa rồi đó thì nó cũng còn nhỏ xíu à. Khi mình nhìn thấy thì nó cái đất nó còn trống. Bữa nay thì cái nó lên nó xanh hết, nó bít đất hết rồi. Thì cũng tới lúc mình cắt vào mình ăn được rồi. Thì những cái loại rau cải ở nhà mình trồng á, thì mình cũng ăn non non thôi, chứ mình đừng có để già quá. Để già quá thì nó cũng không có ngon. Bởi vì cái xà lách này nó có nhiều cái chất mủ, nếu mà mình để già thì nó hơi nhẫn nhẫn thì ăn cũng không có ngon mấy. Để mình cắt thử cây xà lách này lên ha. Đây là cái loại xà lách dúng mà màu xanh, cái loại xà lách thường nè. Đây là cái loại xà lách dúng thường, nó nhìn thấy tươi non ha, cái lá nó cũng mỏng và cái bẹ này nó cũng không có to mấy, cũng 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 được.
Còn đây là cái loại xà lách dúng tím. Cái loại xà lách dúng màu tím tím với lại cái này hai cái nó khác nhau. Một cái là cái tại vì cái lá của cái xà lách dúng tím này nè, nó to hơn là cái loại trắng thường này, cái loại xanh thường này thì nó cái lá nó hơi mỏng. Nó nhỏ hơn, cái bản nó nhỏ hơn. Cũng 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 ngon, nhìn thấy cũng hấp dẫn. Còn bên trong này là cái loại xà lách nồi. Đây. Cái này là cái loại xà lách nồi. Cái xà lách nồi này á, đúng ra là nếu mà thời tiết nóng ấm áp thì khoảng chừng 5 tuần 6 tuần tuổi như cái này á, thì nó đã cuốn thành cái nồi nó như tròn tròn giống như cái chén ăn cơm của mình á. Nhưng mà tại đây cái nhiệt độ nó không có đủ nóng á, cho nên cây cải nó cũng không có được phát triển tốt. Nhưng mà cũng non non như vậy mình cắt và mình ăn thì được rồi. Cái lá nó cũng cái bản nó cũng to và mỏng. Cũng ngon. Cái cây này á thì mình trồng á một chậu như như thế này mình trồng hai cây cho nên nó hơi chật, cho nên cái cây nó cũng không có lớn mấy, nhưng mà bù lại thì cái lá nó không có bè ra, nó không có dơ, bởi vì mình trồng hai cây vào một trong cái chậu nhỏ như thế này á, khi mà nó phát triển nó lớn lên nó che bít cái đất, mình tưới lên thì cái đất nó không có dăng lên cái cây nhiều thì nó không có bị dơ cây cải. Vì vậy mà cây cải mình nó rất là xanh tươi ha, nó rất là đẹp, nó không có bị dơ dưới này thì cũng dễ rửa nè. Cái cải này á mình cắt vào mình ăn với thịt nướng hay là mình quấn gỏi cuốn là cũng ngon nữa. Cái loại này nó cái lá nó bự nè, mình chỉ xài một lá là mình quấn được rồi. Cái này nó có hơi có cái nồi nè, cái nồi nó cũng bự bự rồi. Nếu mình để chừng tuần lễ nữa là cái nồi này nó sẽ cuộn tròn bự bằng cái chén á. Nhưng mà hôm nay thì mình nghỉ lễ ở nhà thì mình cắt vào mình làm cái món gì đó mình ăn, nhưng mà cũng nhiều lắm, cái này nó nhiều thì mình xài cũng không hết đâu, này chắc phải chia sẻ với anh em họ hàng ăn phụ, chứ còn mình để nó già thì nó cũng không có ngon. Thì xong cái đợt này thì mình có thể mình đi mua cái khác về mình trồng được, bởi vì cái cải ở ngoài á bây giờ người ta bán rất là nhiều, người ta ươm sẵn á, mình mua cái cây con về mình trồng thì cũng lẹ hơn là mình ươm hộp. Bởi vì một lần mình mua về cái cây con mà mình trồng á thì khoảng chừng 5 tuần hoặc 6 tuần là mình ăn được thôi, thì cũng không có lâu. Thì một năm cái mùa hè như thế này á, nếu mà ai siêng trồng thì trồng cũng được khoảng 4-5 lần nếu mà người ta muốn. Nhưng mà cái loại cải này á thì khoảng chừng giữa tháng 5 thì cái cải non người ta không có bán nữa, cái cải con người ta không có ươm ta bán nữa, thì ai muốn thì mua cái hộp về ươm sẵn gói đầu thì trồng cũng được. Bởi vì ở Đan Mạch này thì những cái cây cải này thì người ta chỉ bán vào cái mùa xuân thôi, vì cái thời tiết mà mới bắt đầu vào xuân á, ấm áp thì người dân Đan Mạch người ta mua về người ta trồng rất là nhiều, chứ còn là sau đó thì người ta không có trồng nữa. Thì cũng khó mua cây con lắm, mình chỉ có cách là mình chỉ mua hộp về mình ươm rồi mình trồng thôi. Đây mình cắt chỉ có mấy chậu thôi mà đã lên được một thao như thế này rồi, nhìn thấy rất là hấp dẫn, rất là ngon. Và cái video này của mình cũng xin chia sẻ tới đây thôi. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để xem những cái video mới nhất tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.